Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ bế mạc giải bóng chuyền nam mở rộng năm 2023. Tham gia giải đấu năm nay có 8 đội tuyển với gần 100 vận động viên đến từ các đơn vị Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại học Tây Nguyên, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Trại giam Đắk Tân, Trại giam Đắk Trung và Câu lạc bộ bóng chuyền tuổi trẻ và đam mê. Với hơn 100 vận động viên, sau 3 ngày thi đấu, với tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết trung thực cao thượng, giải bóng chuyền Nam Công an tỉnh năm 2023 đã diễn ra sôi nổi. Nhiều trận đấu đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, nhiều trận đấu kịch tính, giằng co từng điểm số. Và hai đội xuất sắc nhất là Công an tỉnh và Câu lạc bộ bóng chuyền tuổi trẻ và đam mê vào thi đấu trận chung kết. Giải bóng chuyền Nam Công an tỉnh là một trong những hoạt động thể dục thể thao được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ chiến sĩ, qua đó để các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Công an tỉnh Đắk Lắk, giải nhì cho Câu lạc bộ bóng chuyền tuổi trẻ và đam mê, hai giải 3-4, giải công hiến và phong cách.